안녕, 릴리. 엠, 준비 벌써 했죠? 다 준비했어? 확실해? 100%? 네, 가자. 못짬 번짬? 네. 가자, 그러면. 그 통행증, 도장. 보장 뭐요? 통행증. 있어요. 있어? 네. 어디? 보여줘. 아니. 안 해? 네. 한번 보고 가자. 통행증 확실히 있나? 그럼 까이 허서마 민디등 여기 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 아 이거? 네 이거만 있으면 돼? 네 가자 그러면 오늘은 확실해? 네 오늘은 확실해 확실해? 준비 다 했어? 네100% 100%? 준비했어요 확실하지? 네 내일 또 오자고 하면 안 된다. Tèm lấy cái thẻ mua đó. Từ lúc 7 giờ sáng này đến 10 giờ này, 14 giờ, 17 giờ từ ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chứ không phải ngày nào cũng đi được nhé. Ok anh. Còn thuốc cũng thế. Đây là hai phiếu này, phiếu đi chợ, phiếu này phiếu mua thuốc à. Ok, đây anh đưa cho. Ok. Ghi họ ghi tên của mình vào trong ghi ký vào Ok, xin lỗi. Em ký tên hả? Không, em ghi tên của em đây 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 không ạ. À, ok. Ghi tên của em xong em ký họ anh cả. Ok. Xong rồi cả. Dạ ok, cảm ơn anh nhiều nha. Ừ. Ok. Wow. Cái này không phải là ngày nào cùng đi được. Đúng rồi, có ngày Chứ trong là đây nè. từ 7 giờ đến 10 giờ. Vốn là từ 2 giờ đến 5 giờ. Hôm nay thứ ba, thứ sáu, chủ nhật thôi. Đúng rồi. À em biết không? Đúng rồi. Cái này là mua đồ. Mua đồ Cái này ăn là nha. mua thuốc. Em biết không? Em có mà. Ok. Nhưng mà Em em không không. giống như vậy hả? Đúng rồi. Em không có mua thuốc, em chỉ có mua đồ ăn thôi. Cúp công an kia. Nhưng mà em có bao giờ đi nước ngoài lâu nào chưa? Có Ở đâu? Thái Lan. Thái Lan. Nhưng mà đi Thái Lan thì không cần visa đúng không? Đúng rồi anh, dưới 30 ngày là đâu cần visa đâu. Tại Thái Lan gần Việt Nam mà. Em có bao giờ suy nghĩ làm visa có khó như vậy lâu nào chưa? Chưa. Chưa hả? Đúng rồi, nếu mà em có làm visa thì chắc là cũng không suy nghĩ là làm visa du học hay visa du lịch thôi. Chắc là không khó giống vậy. Ở đây. Đây đúng không? Đúng rồi. Anh phải chạy vô trong á. Ok. Qua cổng này nè, chạy ở đây nè. Ok. Em đi xuống trước nha. Alo. Ủa chú ơi, chú ở đâu rồi chú? Rồi, món này lúc Rồi. Lấy cái chán vô đoạn dịch lộ, ráng cái chán vô nha. Dạ. Anh Hàn, anh chị nói em điền cái số liên hệ tại Hàn Quốc đó là mình điền số điện thoại của trường đúng không anh? Số gì? Số mà để Hàn Quốc nghe giận lắc chơ. Thì em làm số điện thoại của anh đi. Anh đọc giúp em đi. 010 Dạ. 9698 Rồi đúng không anh? Ừ. Còn cái địa chỉ lưu trú khách sạn. Địa chỉ khách sạn hả? Đúng rồi. Địa chỉ khách Em sạn đi. thì chưa chưa có visa mà làm sao Dạ. đặt khách sạn trước được đúng không? Alo. Alo. Anh cái địa chỉ mà em sẽ ở bên đó đó anh. Cho em địa chỉ À, địa với. chỉ Hàn Quốc hả? Dạ. Ok, để anh hỏi xong rồi anh sẽ nhắn tin cho em nha. Dạ, nhắn tin Ok. cho em nha. Xong hết chưa? Dạ rồi.
Mệt chưa? Em mới đi đâu? Em mới đi qua ngân hàng. Tại vì chú nó phải chở đi. Vậy hả? Người ta đợi 5 phút thôi, người ta nghỉ làm rồi. Mà sao đi ngân hàng? Ngân hàng mình ký tên một cái là xong. Thì bây giờ làm visa xong? Xong rồi, nhưng mà em còn phải bổ sung hồ sơ. Hả? Cần phải sửa lại hồ sơ. Tại sao? Bệnh viện làm giấy khám lao của em bị sai số passport. Bệnh viện làm sai hả? Ồ, nên chắc là ngày mai sáng á, em đi bổ sung. Chị nói là chừng nào bổ sung cũng được, nhưng mà càng sớm càng tốt thôi. Còn kết quả visa là tầm ngày 17 tháng 8 là có. Khi nào? 17 tháng 8. 17 hả? Ừ. Nhưng mà mất hơi lâu hả? Đúng rồi. Với lại em về em phải nhờ anh Trương Cù làm bản sao kê lương. Bản sao kê lương chuyển khoản ngân hàng á. Em phải ra ngân hàng xin han em làm, chắc là gần công ty ngân hàng đó đó. Chắc là từ tháng 3 là bên công ty mình chuyển khoản cho em làm từ tháng 3 tới giờ luôn. Sao kê ra. Thì em còn hai cái luôn. Đúng rồi, với lại một cái nữa. Một cái nữa là gì? Em nói là chuẩn bị xong rồi mà. Chuẩn bị xong rồi, nhưng mà người ta xét hồ sơ, kiểm tra hồ sơ á, người ta nói mình là phải sửa lại. Sửa lại hả? Đúng rồi, đây nè. Đây nè. Khám lao, hộ chiếu bị sai, sao kê lương ngân hàng, bản gốc đến từ 3 tháng 3 hiện tại. Cái sao kê lương thì em chưa đưa hả? Không đưa cho người ta. Em đưa rồi, người ta kiểm tra hợp đồng á, nhưng mà người ta nói là sao kê lương chuyển khoản á, cái đó là ngân hàng sao kê cho mình, chứ công ty mình không có làm được. À, ngân hàng phải làm hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái này thì tuần sau bổ sung là được đúng không? Dạ đúng rồi, để về nhà em bổ sung. Hôm nay cuối tuần rồi thì chắc là tuần sau bổ sung là được, càng sớm càng tốt. Đến gì? Dạ. Một tuần hồi đó. Hình tươi rồi. Hình tươi đó? Nè, chính xa. Hàn Quốc 할 수 있겠나, Rilly? Nè. 희망. 이랬는데 릴리 비자 안 나오면 어떡해? 네? 이렇게 했는데 비자 안 나오면 어떡해? 슬퍼요. 그래서 buồn lắm. Mình vất vả chuẩn bị nhiều mà. Đúng rồi. Hiện tại trên Hàn Quốc rất là khó. Bên đây chỉ là tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra những hồ sơ cơ bản thôi, còn bên lãnh sự quán là xác nhận visa. Đúng rồi. À, chị đã nói là ngày có hồ sơ là ngày 17 tháng 8 đúng không anh? Bình thường là có, nhưng mà có thể là lâu hơn. Chị đã nói gì á? Có thể hả? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó là có thể mà. Đúng rồi, nhưng không phải mà là chắc chắn. Đúng là ngày 17 tháng 8 nè. Ngày hẹn là ngày 17 tháng 8, có thể lâu hơn. Tùy nhưng mà tình có hình. Thể là sớm hơn được đúng không? Đúng rồi. Khi nào xong thì có, người ta sẽ gửi về nhà. Ok. Nếu mà duyên thì em sẽ đến Hàn Quốc. Nếu mà có không duyên, có duyên thì không đến Hàn Quốc được. Đúng rồi. Cái đó là duyên thôi. Đúng rồi. Có duyên là thì đến phải Hàn chịu. Quốc. Còn không thì thôi. Nếu mà lần này em đến Hàn Quốc được, cái đó là duyên. Nếu mà không đến được thì cái đó là duyên của em. Đúng rồi. Thì khi nào là phỏng vấn? Bây giờ chưa có lịch phỏng vấn, khi nào có thì người ta sẽ gọi điện. Thì bây giờ chưa biết nữa. Đúng rồi. Người ta hỏi gì? Hỏi là cô từng học kêu chỗ rất vui mà hết sợ. Thì em nói gì? Dạ ngờ công vụ hết sợ. Cười cô ở ra bài thư công học hết sợ. Lúc đi rồi sợ. Ý hết sợ. Chỉ cần một style sợ ý học cô hết sợ. Thì người ta nói gì? Thì người ta ghi vào.